Cannes, Hoa hậu Thủy Tiên bị một nhân vật khởi đơn kiện vì xúc phạm uy tín, chuyện gì đang xảy ra? Phía chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo cùng luật sư đã lập vi bằng, chính thức gửi đơn thư kiện Miss Grand Nguyễn Thúc Thủy Tiên vì xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác. Trước khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình quốc tế, Nguyễn Thúc Thủy Tiên từng gây ồn ào vì clip sẽ giấy nợ. Theo lời Đặng Thùy Trang, chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo, cách đây 5 năm, người này tiết lộ mình từng giúp chân dài số tiền 1,5 tỷ đồng để có chi phí son phấn, trang phục, dự thi Hoa khôi Nam Bộ. Tuy nhiên khi đoạt giải Á khôi thì bắt đầu trở mặt, trốn tránh. Thời điểm đó, Thủy Tiên khẳng định mình có ký vào giấy nợ nhưng thực tế không nhận được bất kỳ khoản tiền nào. Được biết, Thủy Tiên từng kiện đối phương về tội lừa đảo đe dọa nhưng sau đó tòa án kết luận vụ việc không có căn cứ để khởi tố. Trên mạng xã hội, chị gái Đặng Thu Thảo liên tục chỉ trích Thủy Tiên vô ơn mua giải Miss Grand International. Đặc biệt mâu thuẫn ngày một dâng cao khi Đặng Thủy Tiên thông qua Facebook đăng bài ẩn ý đương kim Hoa hậu Hòa bình có liên quan đến vụ án chân dài đi khách do tú ông Lê Hoàng Long điều hành. Không im lặng như mọi khi, ngày 10 tháng 9, phía Thủy Tiên đã gửi công văn đến Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xác minh xử lý hành vi vi phạm hành chính của hai chủ tài khoản Facebook vì có hành vi đăng tải thông tin thất thiệt lên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và hình ảnh của Hoa hậu Thủy Tiên. Cụ thể, hai chủ tài khoản Facebook mà Nguyễn Thúc Thủy Tiên đề cập là Đặng Thùy Trang và Donald Nguyễn. Ngay sau đó, Cục Cảnh sát Hình sự cũng xác nhận Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên không liên quan đến hoạt động bán dâm đang bị điều tra. Ngày 26 tháng 9, tài khoản Facebook Đặng Thùy Trang tiếp tục có động thái đáp trả nàng hậu. Cụ thể, chị gái Đặng Thu Thảo cho hay, cách đây 2 năm, mình từng bỏ qua cho Thủy Tiên với hy vọng đàn em sửa sai, chuộc lỗi lầm. Thế nhưng, việc chân dài sinh năm 1998 nhắc tên cô trên mặt báo được cho là giọt nước tràn ly. Đặng Thùy Trang nhấn mạnh, hành động của Thùy Tiên không chỉ mục đích PR bẩn mà còn làm ảnh hưởng đến danh dự, xúc phạm uy tín của cô. Hai lần cô ấy là người gây chiến, nó đã vượt ra khỏi sự nhẫn nhịn của tôi. Năm 2017, cô ấy chủ động gặp tôi đề nghị giúp đỡ vay tiền để có được giải Á khôi Hoa khôi Nam Bộ. Trước khi có giải với đầy đủ giấy ký nợ và tin nhắn hứa hẹn trả tiền rất tình cảm, tất cả đều đã được xác thực từ cơ quan chức năng. Năm 2019, cô ấy sắp xếp cuộc hẹn với tôi để trả tiền, nhưng thực tế là dàn dựng mưu mô nhằm hủy hoại chứng cứ, quay phim với mục đích đưa tôi vô tội cưỡng đoạt tài sản, nhưng cuối cùng không đạt được mục đích, nên đưa đơn tố hình sự tội lừa đảo có tổ chức. Cơ quan chức năng, pháp luật, công bằng, chính trực đã vào cuộc và kết luận trả lại sự trong sạch cho tôi, mặc cho cô ấy lợi dụng tư cách là người nổi tiếng, liên tục dùng truyền thông bẩn nhằm lôi kéo dư luận vào những thông tin bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, không có chứng cứ, sai sự thật, nhằm xúc phạm danh dự và nhân phẩm uy tín của tôi và người thân gia đình tôi. 2 năm qua, tôi không khởi kiện cô ấy vì tôi còn nghĩ để cho cô ấy cơ hội sửa sai và phát triển công việc còn kiếm tiền trả số nợ đã vay. Tuy nhiên, cô ấy đã không biết sai khi có vị trí thành công hơn lại càng ngông hơn, điều hướng dư luận đi trái với kết quả của pháp luật và cơ quan chức năng khi liên tục dùng báo chí và luật sư để đưa ra những thông tin không có chứng cứ và sai sự thật nhằm mục đích PR bẩn và vu khống, hạ bệ uy tín người khác theo chiều hướng ngày càng nghiêm trọng. Ngày 11 tháng 9 năm 2022, một lần nữa cô ấy lại sử dụng hình ảnh và thông tin trái phép trên trang cá nhân của tôi lên báo chí và mạng xã hội với mục đích PR và truyền thông bẩn. Cô ấy dựa vào sức ảnh hưởng của mình với công chúng mà điều hướng dư luận nhằm công kích và quy kết tội vô cớ cho tôi khi không có chứng cứ giống như lần trước, nhằm mục đích vu khống và làm ảnh hưởng nghiêm trọng tổn hại đến công việc, tinh thần và uy tín danh dự của tôi, song song với việc PR cho bản thân cô ấy. Với những nội dung như trên, chị gái Đặng Thu Thảo và luật sư quyết định lập vi bằng, đưa vụ việc ra trước pháp luật. Động thái mạnh này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Chỉ vài ngày nữa, Thùy Tiên sẽ kết thúc nhiệm kỳ Miss Grand 2021, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai. Lần này cũng là lần đầu tiên tôi quyết định khởi kiện tới cùng để bảo vệ mình trước hành vi liên tục bị vu khống nhiều lần. Không thể chấp nhận một người nổi tiếng liên tục dùng sức ảnh hưởng và truyền thông để hại người không có chứng cứ. Luật sư của tôi cũng đã gửi đơn đề nghị xử phạt lên Sở Thông tin Truyền thông về việc cô Nguyễn Thúc Thủy Tiên đã đưa thông tin không chính xác, vu khống tôi trên truyền thông báo chí khi chưa có chứng cứ xác thực nhằm xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân tôi, điều hướng dư luận gây hiểu lầm, làm ảnh hưởng tổn hại đến tôi và người thân. Tôi tin vào pháp luật luôn đúng và công bằng, những ai sai trái sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hình ảnh dưới đây là lúc ký vay tiền xong vài ngày đạt giải, được chụp tự nguyện, nó thuộc quyền sở hữu của tôi, đã được đăng ký bản quyền.